gắn bó với Hoa Lan Hài trên 20 năm. Anh Lê Văn Hoành, một trong những thành viên của câu lạc bộ Lan Hài Đà Lạt, đang sở hữu hơn 3.000 chậu lan hài với hàng trăm chủng loại, có giá trị lên đến hàng tỷ đồng. Anh Hoành chia sẻ, để có được những chậu lan có giá trị, anh đã trải qua không ít thời gian, công sức lẫn tiền bạc. Nhưng bằng niềm đam mê, anh đã từng bước sưu tầm, nghiên cứu và nhân giống thành công nhiều giống lan hài quý hiếm hiện nay. Mình phải đi từng bước, không phải ngày 1, ngày 2 mới có đâu. Từ cái đam mê, rồi từ cái nghiên sưu tầm, từ cái học hỏi sách vở, rồi mình đem từ từ từ. Mình cũng nhờ anh em, bạn bè trên cả nước, hoặc là anh em cùng chơi lan nhau để rồi bắt đầu mình tụ tập lại những cây đẹp để mình sưu tầm để mình chơi. Cái đất tỉnh Lâm Đồng mình mà không chơi cái lan hài nó phỉ lắm. Bởi vì cái thiên nhiên nó ưu đãi được cái khí hậu. Mà đặc điểm nhất là những cái vùng lan mà của nước ngoài đưa về Đà Lạt đều trồng được hết. Cũng sở hữu trên 100 giống lan hài các loại, anh Đặng Kim Khương ngụ tại phường 8 Đà Lạt cũng có một vườn lan hài đa dạng về màu sắc, phong phú về chủng loại đang khoe sắc. Nhiều giống lan hài anh đang sở hữu, phải kể đến là hài táo, hài kim, hài rau xanh, hài hương, hài điệp, hài vàng, hài đỏ, vân vân. Không bao giờ là đủ được hết, lúc nào cũng sưu tập thêm. Tại vì bây giờ sẽ nhân giống mới là nhiều. Chơi mấy anh em thì đổi cây qua lại, rồi nói chuyện giống lan hài cũng không phải là khó chăm sóc đâu. Quan trọng là tạo được cái môi trường tốt và mình phải tìm hiểu. Cái loại đó cũng cây hài, không phải là hài nào giống hài nào. Ví dụ có những cây nó thích khô, có những cây nó thích ướt, có những cây nó thích mát hơn, có những cây nó thích nắng hơn. Hiểu rõ được sự phát triển tự phát và nhỏ lẻ của những người yêu lan hài làm ảnh hưởng tới sự phát triển của loại hoa quý phái này. Năm 2018, câu lạc bộ Lan Hài Đà Lạt được thành lập. Đến nay, câu lạc bộ này thu hút 11 hội viên là những người có thâm niên nhiều năm trong việc nghiên cứu, tìm hiểu loại hoa này. Đến với câu lạc bộ, các hội viên được giao lưu, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm trong việc trồng và chăm sóc lan hài. Vì thế mà hiện nay câu lạc bộ Lan Hài Đà Lạt đang sở hữu gần 500 giống lan hài các loại và trở thành địa phương có quy mô về số lượng và chủng loại lan hài lớn của Việt Nam. Đối với thành phố Đà Lạt thì cũng gọi là tập trung được cái đam mê chung cho tất cả mọi người, rồi có cái nơi mà gọi là chia sẻ, cùng trao đổi, rồi tập trung lại cùng đẩy cái phong trào lan hài đối với Đà Lạt mình lên nhìn tốt hơn, và cũng là cũng một cái đặc thù của Đà Lạt, cũng đặc thù của Việt Nam mà. Không chỉ dừng ở việc trao đổi học hỏi kinh nghiệm, nhiều loại lan hài của các thành viên câu lạc bộ Lan Hài Đà Lạt đã tham gia và giành nhiều giải thưởng ở các hội thi hoa lan được tổ chức trong phạm vi cả nước. Song đối với những người tham gia câu lạc bộ Lan Hài Đà Lạt, thì đối với họ, trồng lan hài là niềm đam mê, là tình yêu nghệ thuật để làm đẹp cho đời.